Thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tuyên bố điều gì khiến gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua? Đó là nếu như tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài, có nghĩa là não của người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và không nằm ở Việt Nam. Điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Phản ánh tư duy của một loài bò sát trong thời đại văn minh tin học toàn cầu, Nguyễn Mạnh Hùng đã không phân biệt được trí tuệ bộ não của con người với những thông tin dữ kiện kiến thức dàn trải trên mạng xã hội. Còn não của Nguyễn Mạnh Hùng và của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của bầy đàn bò sát này nằm ở đâu? Nằm ở đâu thì tự chúng biết, nhưng nếu đem mổ những bộ não của chúng ra thì thấy toàn là phân bón của tàu công. Từ cuối thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21, Internet đã nối kết và thu nhỏ thế giới lại, và mang mạng lưới điện toán toàn cầu này đã trở thành môi trường, và qua đó con người khắp nơi trên địa cầu có thể chia sẻ lẫn thu nhận kiến thức, thông tin, quan điểm, cảm nhận, sinh hoạt đời sống. Trước kho tàng kiến thức, phương tiện kết nối kỳ diệu đó, tên bộ trưởng bò sát này lại lo lắng rằng người Việt Nam nghĩ gì, nói gì, mua gì, thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội. Từ đó, để giải quyết vấn nạn theo Nguyễn Mạnh Hùng thì phải xây dựng mạng xã hội Việt Nam để thay thế mạng xã hội nước ngoài. Ý đồ của tên bộ trưởng búa liềm này là mọi thứ nghĩ gì, nói gì, mua gì, yêu ai đều thông qua mạng xã hội của Việt Cộng. Trong đó, đảng, loài sản sẽ nắm bắt, kiểm soát, kiểm duyệt mọi suy nghĩ, lời nói, mua bán, thậm chí cả chuyện yêu đương của con người Việt Nam. Không làm được chuyện đó thì sẽ rất nguy hiểm cho an ninh của đảng, chẳng phải là của quốc gia nào ở đây cả. Do đó, vấn đề không phải ở chỗ não người Việt Nam nằm ở đâu, vì nó vẫn luôn nằm trong đầu của mỗi người, mà gần 100 triệu bộ não này phải được bơm vào những điều lừa bịp, mị dân của đảng và loại bỏ những sự thật mà đảng không muốn được phơi bày. Trong một thế giới liên lập và mạng xã hội toàn cầu như là một đại dương mênh mông, thì Nguyễn Mạnh Hùng với tư duy của một con ếch ngóc đầu từ đáy giếng chỉ muốn có một ao tù Internet. Chúng ta chỉ có mỗi điều kiện là ai vào đây cũng được, càng nhiều càng tốt, nhưng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Vào đây làm ăn thịnh vượng thì cũng phải làm cho Việt Nam thịnh vượng, không thể vào đây ngồi rồi thịnh vượng, làm ăn thịnh vượng mà lại làm cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam lụn bại. Ai muốn vào cái ao tù mạng xã hội cộng sản này để mà có chuyện ai vào đây cũng được, khi cả một luật rừng sẽ bao phủ toàn mạng? Và từ khi nào một mạng xã hội lại có điều kiện phải làm cho quốc gia chủ nhân của mạng xã hội đó thịnh vượng đối với những người sử dụng mạng xã hội đó? Nguyễn Mạnh Hùng chưa tạo được mạng lưới cộng sản này thì đã tự khai tử nó với điều kiện ngu xuẩn trên. Não của người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và không nằm ở Việt Nam. Còn não của Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của bầy đàn bò sát này nằm ở đâu? Nằm ở đâu thì tự chúng biết, nhưng nếu đem mổ những bộ não của chúng ra thì sẽ thấy toàn là phân bón của tàu công. Bảng điện tử cho thấy có đến 83 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng liên quan đến những vấn đề về quản lý báo chí, cấp, thu hồi thẻ nhà báo, thông tin điện tử, chuyển đổi số, tiến tới nền kinh tế số. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được quan tâm chất vấn nhiều vẫn là quản lý mạng xã hội. Trả lời chất vấn, ông Hùng cho biết Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng nhiều smartphone và mạng xã hội cao. Ông đưa ra con số Việt Nam hiện đang có 50 triệu người dùng Facebook. Thời gian chúng ta dành cho smartphone mạng xã hội cũng cỡ khoảng 2,5 đến 3 tiếng đồng hồ một ngày, và loại cao trên thế giới, ông Hùng nói. Một trong những kết quả quản lý nhà nước về mạng xã hội được ông Hùng viện dẫn là việc Việt Nam tiếp tục yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới chặn các nội dung chính trị. Ông Hùng nói, trước đây Facebook, nếu chúng ta chính phủ Việt Nam yêu cầu 100 thì họ chỉ làm 20-30%, nhưng nay tỷ lệ này đã nâng lên đến 70. Google, nếu ta yêu cầu 100 họ chỉ chấp hành 40-50%, nhưng nay tăng lên 85%, thậm chí 90%, ví dụ gỡ các game xấu độc như đánh bài.
Rất ít nước làm được như thế này. Đó là nhận xét của ông Hùng khi trả lời về việc phát triển các mạng xã hội ở Việt Nam. Theo ông Hùng, việc người Việt Nam dùng một mạng xã hội cũng giống như não người Việt Nam tập trung vào một chỗ mà chỗ đó không nằm ở Việt Nam. Đấy là an ninh quốc gia, rất nguy hiểm, ông Hùng nói. Và bởi vậy, theo ông Hùng, việc ra đời các mạng xã hội của Việt Nam chính là để tạo sự phân tán về thông tin, tạo ra sự an toàn. Đây là một trong số ít nước làm được việc này, ông Hùng nói trên diễn đàn quốc hội. Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, ông Hùng cũng cho biết các mạng xã hội của Việt Nam có 65 triệu tài khoản, trong đó có 2 mạng xã hội lớn và 8 mạng xã hội nhỏ. Theo ông Hùng, nếu tiếp tục đẩy mạnh cộng với sự hỗ trợ của người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đến năm 2020, các mạng xã hội của Việt Nam có thể đạt mục tiêu 90 triệu tài khoản, tương đương với các mạng Facebook, Google. Với các mạng xã hội nước ngoài, ông Hùng nói sẽ không hạn chế nhưng sẽ quản lý. Họ đến đây kinh doanh thì phải đóng thuế và tuân thủ luật pháp Việt Nam, ông Hùng nhấn mạnh. Theo ông Hùng, sau khi có 2 nghị định hướng dẫn triển khai thi hành luật an ninh mạng thì cơ bản Việt Nam có đủ hành lang pháp lý để quản lý mạng xã hội nước ngoài. Ông Hùng cũng cho biết chỉ cách đây 2 ngày, Facebook đã công bố chặn quảng cáo chính trị đối với 21 trang chống phá nhà nước Việt Nam, trong đó có cả những trang mà chính phủ Việt Nam tuyên bố là khủng bố. Điều đáng chú ý là những kết quả tích cực trong quản lý nhà nước về mạng xã hội mà ông Hùng nói trước Quốc hội cũng nằm trong những điểm liên quan đến những tiến triển mới gây ảnh hưởng đến tự do Internet ở Việt Nam. Theo báo cáo Freedom on the Net 2019, tự do trên mạng 2019, do tổ chức Freedom House công bố hôm 5 tháng 11. Báo cáo này xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet với số điểm 24 trên tổng số 100. Với con số này, Việt Nam đứng gần chót bảng và chỉ trên có Cuba, Syria, Iran và Trung Quốc. Trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Việt Nam xếp sau tất cả các nước được đánh giá, kể cả các nước láng giềng Đông Nam Á và chỉ trên có Trung Quốc. Vị trí này của Việt Nam không mấy thay đổi so với đánh giá của tổ chức Freedom House năm 2018. Cụ thể, theo báo cáo, các bước phát triển của Việt Nam trong năm 2019 gây ảnh hưởng đến tự do Internet và sự ra đời luật an ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1 2019, cung cấp sức mạnh càn quét cho các cơ quan chức năng để kiểm duyệt nội dung Internet và lấy dữ liệu người dùng, tiếp tục hạn chế quyền của người dùng Internet. Tiếp đó, tháng 10 2018, Tòa án Phúc thẩm Hà Nội đã bác bỏ kháng cáo của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng, y án 20 năm tù với ông ta. Theo báo cáo này, đây là một trong những bản án nặng nề nhất đối với một nhà hoạt động trực tuyến trong những năm gần đây. Tương tự, một số nhà báo và nhà hoạt động trực tuyến đã nhận án tù, rồi việc từ tháng 7 đến tháng 12 2018, hơn 1.500 mẫu nội dung trên Facebook đã bị xóa theo yêu cầu của chính quyền, tăng gấp 3 lần với 6 tháng trước. Bên cạnh những thông tin sai sự thật thì những nội dung thông tin của các nhà hoạt động, tổ chức xã hội dân sự và người dùng bình thường cũng bị xóa. Vào tháng 10 năm 2018, Việt Nam đã thành lập một đơn vị quốc gia để giám sát phương tiện truyền thông xã hội và các nội dung trên trang web. Nhà chức trách khẳng định rằng trung tâm này được trang bị phần mềm có thể phân tích, đánh giá và phân loại hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội theo báo cáo của Freedom House. Báo cáo này cho rằng những hạn chế khắc nghiệt đối với tự do Internet tiếp tục ở Việt Nam, trong khi không gian mạng cho quan điểm bất đồng và tranh đấu tiếp tục bị thu hẹp. Điều đáng nói là trong những nội dung quản lý mạng xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông chú trọng nhiều đến kiểm soát những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích trên mạng, thì thông tin xấu độc trên mạng như cách nói của chính bộ này vẫn lan tràn trên mạng xã hội. Trở lại với phần chất vấn của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sáng 8 tháng 11 trước Quốc hội Việt Nam khi trả lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn hỏi về bộ lọc để phát hiện tin xấu độc, Bộ trưởng Hùng cho biết là hiện nay có tới 2 bộ lọc, mà đầu tiên là của công ty cung cấp nền tảng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã đầu tư xây dựng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Ông Hùng cũng nói đến một lực lượng của bộ này để giải quyết các trang mạng mạo danh lãnh đạo đảng, nhà nước của Việt Nam.
Trả lời một đại biểu khác, ông Hùng cho biết là bộ này cũng sẽ trình chính phủ ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Đồng thời, theo ông Hùng, sắp tới luật an ninh mạng yêu cầu rất nghiêm ngặt việc này. Nhà mạng xã hội phải cung cấp danh tính của tài khoản khi cơ quan điều tra yêu cầu thì mạng phải cung cấp danh tính của chủ tài khoản đấy. Những người có ý định tung thông tin giả sẽ phải ngừng tay, ông nói. Nhưng bên cạnh đó còn những nguồn khác phát xuất thông tin giả. Chẳng hạn, theo chính ông Hùng, hiện có nhiều trang web mạo danh đến nỗi chỉ trong có 2 tháng vừa qua, bộ này đã gỡ hạ 207 website mạo danh, rồi quản lý nội dung quảng cáo, tuyên truyền hình còn để lại và xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp ngay trong các cơ quan báo chí của nhà nước. Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến môi trường thông tin trên Internet. Những giải pháp mà ông Hùng đưa ra cũng tập trung vào các quy định pháp luật hay tạo bộ lọc phát hiện và cách ly tin giả. Chưa thấy ông Hùng nói đến một bộ lọc giúp lắng nghe những ý kiến trên mạng xã hội để nhà nước điều chỉnh chính mình. Báo cáo tự do trên mạng năm 2019 đánh giá tự do Internet tại 65 quốc gia chiếm 87% người sử dụng Internet trên toàn cầu. Báo cáo này tuyên bố một cuộc khủng hoảng về truyền thông xã hội bởi các chế độ độc tài chuyên chế ngày càng gia tăng sử dụng công cụ này để kiểm soát người dân của họ và can thiệp vào các cuộc bầu cử được tổ chức trong các nước tự do. Trung Quốc tiếp tục bị báo cáo này coi là nước vi phạm tự do Internet tệ hại nhất trên thế giới năm thứ tư liên tiếp. Khi mạng xã hội phát triển mạnh ở Việt Nam, rất nhiều những phát ngôn ngớ ngẩn của các quan chức, những hành sự sai trái của các quan chức và chức năng bị phơi bày lên mạng xã hội khiến chính quyền nhiều lần muốn quản lý mạng xã hội nhưng họ vẫn chưa làm được. Cài an ninh quốc gia để kiểm soát. Tại phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội sáng 8 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu rằng hiện nay rất nhiều người nghĩ gì, nói gì, mua gì, thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội. Nếu như tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài, có nghĩa là não của người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và không nằm ở Việt Nam. Điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Theo dư luận trên mạng xã hội, việc ông Hùng nêu vấn đề an ninh quốc gia là để mở đường cho việc quản lý chặt hơn các mạng xã hội không mang Made in Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Kế Quang, một cư dân mạng, có lời nhắn gửi tới ông Hùng, xin trích: đã là con người nói chung, người Việt Nam nói riêng thì chẳng có bộ não nào giống bộ não nào, vì họ không phải là những con robot được sản xuất trong cùng một hãng. Vấn đề là những người đang có nhiệm vụ, chức năng như ông cần phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý tương xứng với sự phát triển của xã hội, chứ không phải kéo sự phát triển của xã hội lùi lại cho phù hợp với trình độ quản lý của mình. Ông Nguyễn Mạnh Hùng hết trích. Ngoài những mạng xã hội nước ngoài nổi tiếng và thông dụng hiện nay như Facebook, Twitter, Instagram, Click, Việt Nam có một số mạng xã hội nội địa như Zalo, Mocha, Gapo, Hahalolo và Lotus. Tại buổi lễ ra mắt mạng xã hội Lotus hôm 16 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng hơn chục năm rồi ông mới được nghe mọi người nói về một cách tiếp cận mới. Và ông có một niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Có lẽ Việt Nam làm những việc mà thế giới chưa từng làm nên những mạng xã hội Made in Việt Nam không thu hút được người dùng Việt Nam vì cách thức hoạt động không giống ai, tức không song phẳng với người dùng, như chuyên gia công nghệ thông tin Lê Ngọc Sơn từ Đức chia sẻ với phóng viên. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật chúng ta còn thua xa với các mạng xã hội hiện nay. Thứ hai, người ta lo ngại về sinh quyển, đàm luận trên không gian mạng và sự an toàn của nó. Những thứ này đang là một dấu chấm hỏi. Các nhà phát triển cần phải trả lời vấn đề này một cách sòng phẳng với người tiêu dùng thì mới thu hút được người dùng. Ông Nguyễn Tuyên Trung, thạc sĩ công nghệ thông tin, cũng là cựu tù nhân lương tâm, nói với phóng viên rằng đa số những người đăng chính kiến của mình lên Facebook liên quan đến chính trị hoặc phơi bày một số sự thật nào đó về tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản thì thường bị chính quyền Việt Nam tìm cách trù dập, bắt bớ, thậm chí bị block mạng và gỡ bài. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy là một
đội ngũ chuyên theo dõi nội dung của người dùng trên mạng xã hội thông qua việc yêu cầu Facebook, Google gỡ các nội dung bị cho là không phù hợp chính sách cộng đồng. Ngoài việc đó, để kiểm soát người dùng mạng xã hội thì nhà nước Việt Nam cũng đã và đang vận dụng nhiều cách để kiểm soát, kiểm duyệt nội dung đăng tải trên Facebook và hiển nhiên trên mạng xã hội Made in Việt Nam. Tuy vậy, cái cách thức mà chính quyền Việt Nam đang áp dụng kiểm duyệt nội dung trên Facebook đều đang gặp phải sự phản ứng gắt gao từ cộng đồng. Có thể kể ra như vào giữa tháng 8 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Facebook phải tiến hành định danh tài khoản người dùng ở Việt Nam. Lúc bây giờ, nhà báo Nguyễn Ngọc Già lên tiếng với phóng viên rằng như vậy sẽ không công bằng cho người dân. Ông giải thích, xin trích. Định danh là phải rõ mặt người. Vậy lực lượng dư luận viên AK-47 của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, những kẻ mà người ta hay còn gọi là cuồng đảng, yêu đảng, không dám xuất hiện thì sẽ được giải quyết ra sao? Liệu có công bằng hay không? Hết trích. Còn với luật an ninh mạng thì bị tổ chức Human Rights Watch chỉ trích rằng luật này được thiết kế để giúp Bộ Công an tăng cường giám sát, phát hiện các chỉ trích và làm sâu hơn nữa sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nếu luật được thực hiện, bất cứ người dùng Internet nào ở Việt Nam cũng sẽ không còn quyền riêng tư. Theo tiến sĩ Nguyễn Công A, nguyên chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nói với phóng viên tối ngày 8 tháng 11 rằng ngoài chuyện bắt bớ những người bày tỏ chính kiến không vừa ý chính quyền trên mạng xã hội, về mặt kỹ thuật, chính quyền có thể quản lý được mạng xã hội, chỉ có điều họ chưa dám nói và làm mà thôi. Ông dẫn chứng về luật an ninh mạng, xin trích. Luật an ninh mạng là một trong những luật rất khắc nghiệt, nhưng có lẽ chính quyền thấy không ổn cho nên nghị định để thi hành luật này vẫn còn bị treo chưa ra đời. Có lẽ còn nhiều bàn cãi trong nội bộ của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đoán họ cũng có nhiều phe trong giới lãnh đạo và ông Hùng thuộc phe có tư duy rất là cổ lỗ, hết trích. Cũng trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh các mạng xã hội vào Việt Nam càng nhiều càng tốt nhưng phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Vào đây làm ăn thịnh vượng thì cũng phải làm cho Việt Nam thịnh vượng. Về mặt này, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét rằng ở khía cạnh nào đấy thì chính quyền Việt Nam cũng có lý, vì các mạng xã hội lớn như Facebook, Google hoạt động ở Việt Nam có lợi nhuận nhưng không đóng đồng thuế nào, doanh thu nào và giá trị gia tăng nào, ông kết luận. Chỉ có cách đánh thuế nhưng đây là vấn đề của cả thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói trước Quốc hội rằng Bộ Thông tin và Truyền thông sắp tới sẽ có yêu cầu cụ thể để đối với các nhà mạng phải có các bộ lọc để xử lý thông tin trên mạng xã hội mà ông gọi là dọn rác. Ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia và có thể phân tích đánh giá các bộ ngành sau khi xác định thông tin nào là rác, sẽ thông báo để bộ này gỡ bỏ thông tin kể cả đối với các nhà mạng nước ngoài. Nghe có vẻ chính phủ Việt Nam đang chuẩn hóa các công cụ kiểm soát mạng kể cả mạng nước ngoài trong thời gian tới khi hoạt động không gian ảo trên mạng phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng với cách kiểm soát không công bằng như bấy lâu nay thì Việt Nam rất dễ sa lầy vào chiến thuật thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Và như thế, nguy cơ xung đột giữa nhà nước và người dân chắc chắn sẽ tăng lên. Tình thế vỡ trận sẽ không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.